Kính chào quý vị, bữa nay tôi không có chuẩn bị cho cái pháp hội gì hết. Bữa nay đó là có cái cúng đột xuất thôi. Rồi cũng không có chuẩn bị microphone hai ba cái gì, đi có một cái để tụng kinh thôi. Thành ra là làm cuộc phỏng vấn này con nói lớn lớn một chút nha. Rồi, đi lên đây đi. Con lên đây cho phỏng vấn cho biết. Cái công đức này nó có lợi lắm, tại vì khi mà sư phụ hỏi con á, con cứ đứng ra đi. Dạ, con đứng ngay trước mặt thầy đi. Rồi, con đứng ở đây. Đã. Không, con đứng vậy đó. Dạ, rồi, không sao, thầy quay xuống trên, không có quay xuống dưới đâu. Nha. Thật ra là quý vị biết, chúng tôi vừa có một cái thời kinh để mà cúng thất 49 ngày cho bốn vị hương linh. Đúng ra bữa nay là cúng với tổ đình, nhưng mà tôi tính chương trình đây là để làm việc thôi. Thì sáng nay cô Lê, cổ đưa cái phái đoàn Phật tử nào của bạn bè cổ lên, thì có hai cha con của đạo hữu này. Thì cổ Lê vô nói đây là Phật tử mới, phải không Lê? Dạ, giữa phần mới. Thành ra chú dẫn lên đây coi có giúp được gì giúp. Thành ra vô được khoảng chừng 15 phút. Thì chú điên vòng vòng chú dọn gì đó, rồi một chút xíu lại cái Lê nó hỏi chú muốn ở lại đây ban đêm được không. Tôi nói sao lạ vậy. Thường thường người ta lên đây là người ta thấy cái chùa ở trong rừng, Phật thì nghèo nàn, rồi thầy trò cũng không có cái gì là sang trọng hết, mà tự nhiên sao muốn ở lại. Tôi mới hỏi con đem mấy bộ đồ mà xin ở lại, nó dạ có một cái áo với cái quần chú Thòn thôi. Quần giống quần chú Thòn không? Là tình chú Thòn. Thành ra là ở đây không sao. Tôi nói tối nay tôi sẽ cho mượn đồ ngủ, không có túi ngủ, thầy có sleepy bag rồi ngủ. Rồi bây giờ đó thì nghe ba của con là tâm sự nói rằng là ba con đó là con của bác Thiện Hòa. Thì hồi sáng này khi lên tới nơi tôi nghe nói đây là tu ở đâu mà phát tâm đi lên đây, nó dạ tu ở thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh. Tôi nói Minh Chánh là chùa thiền của Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, và ở đó đó là có bác Thiện Hòa là rành sư phụ lắm đó. Muốn hiểu về thầy đó thì hỏi bác Thiện Hòa, nó nói dạ bác Thiện Hòa là ông nội con. Thấy không? Có phải con nói vậy không? Lúc đó tôi nói ủa ông nội con, còn các ông đi kế con là ông gì con, bây giờ ông cha con. Thấy không? Tôi nói đôi, bây giờ bác phone gọi cho Thiện Hòa liền đi. Thì nó bác phone nó gọi cho Thiện Hòa. Thiện Hòa mới hỏi con đang ở đâu? Nó dạ con ở dưới sân tây. Ủa sao mày biết đường mày lên trển? Tao chưa biết lên trển sao mày lên được vậy? Thấy không? Bác Thiện Hòa là biết thầy từ hồi còn ở trên núi nè, rồi về chùa vận hạnh nè. Chú nhớ không kỳ mà bác Thiện Hòa đòi hỏi mời thầy thuyết pháp á. Lúc đó là cô qua mà đi kiếm chùa đó, cô qua tìm neo á, qua đinh á, là cổ là còn chưa có kiếm ra cái chùa để mà làm chùa Minh Chánh nữa đó. Thành ra nhân duyên này nó trùng trùng điệp điệp. Con lý do là con đã theo bên chùa Trúc Lâm Minh Chánh lâu rồi, sao mà ở bên đó có thầy Tuệ Tĩnh cũng rất là giỏi nè, thầy Đăng Quy nè, quý thầy trong thiền viện về giảng, mà sao con không muốn ở lại mà chùa đó chùa nhà giàu nữa đẹp lắm, mà lại vô cái chùa nhà nghèo này lại muốn tu là sao? Trả lời đi. Nói lớn đi con, tại sao? Có duyên. Ai nói? Ông nội con nói được chứ, nghe bà sư bà dạy hạnh nói là nguy hiểm à. Nghe kẻ thân tôi nói thì còn được, mà nghe kẻ thù tôi nói là nói toàn negative không đó con. Muốn biết thầy xấu cỡ nào xuống gặp sư bà dạy hạnh nhé, mới kể cho nghe. Rồi, như vậy là có duyên. Rồi con nay 16 tuổi hả? Rồi đang học lớp mấy? Lớp 11 rồi, cũng không bao lâu nữa thì sẽ vô xong đại lớp 12. Thì lý do tại sao mà không xuất gia tại hệ thống Hòa Thượng Trúc Lâm mà lại xin với sư phụ vậy? Con Phan đã, con có tư tưởng muốn xuất gia hay là muốn lấy vợ? Có gì đó thì cũng sau này nếu mà học
xong rồi đi xuất gia rồi, chứ không có tính là ở nhà để lấy vợ nối dòng cho ba con, phải không? Để đem mấy cục nợ đời cho ba con giữ, phải không? Không có hả? Chưa có duyên. Rồi ba con có chống đối gì không? Khi mà con phát tâm vậy, ba con có chống không? Ba con muốn mày phải ở thế gian, mày lấy vợ, phải không? Tao khổ rồi, bộ mày cha tao sao mày không được khổ, phải không? Ba con có nói vậy không? Phải hỏi đến ba con. Rồi, để hỏi ông Thanh. Nhưng mà thật sự ra thì ba con không cũng, không có phản đối. Ba con không phản đối. Nhưng mà ba cũng nói vậy thôi chứ con cũng chưa biết ổng cho hay không. Thì đến đó thì đến thời điểm đó thì chắc ba con sẽ đề cập chuyện đó sao. Chưa sao. Yeah. Đây là ông Thanh ngồi đó, đưa tay lên cho ta coi. Đó. Ông có chống đối chuyện thằng con trai của ông nó muốn trở thành trưởng tử Như Lai không? Lên đi. Có chống đối không? Để hai cha con nói trước, ông Bích lòng trước đặng lòng sau. Có chống đối không con? Con cũng không có, tùy thiên viên cũng được mà thiện nhẫn nó được quy Phật pháp là điều phước dạng. Thiện nhẫn tên tốt lắm, dạ. Ai đặt tên cho nó vậy? Dạ, cái đó pháp danh bên chỗ Minh Chánh. Bên đây thầy cũng là chữ thiện. Thầy Thông Tạng. À, bên đây, thầy Thông Tạng đã rời Minh Chánh lâu rồi, thầy biết. Nhưng mà đệ tử thầy Thông Tạng thì cũng tốt, chữ thiện ở đây cũng là cư sĩ thầy đặt chữ thiện đó, nhà thì cũng hợp thôi, không có gì hết. À, như vậy đó là ông là gì, lập gia đình ông sướng hay là ông khổ, nói cho nó nghe. Sướng lắm phải không? Không có hả? Sướng ít khổ nhiều. Sướng ít khổ nhiều. Có nhiều người nói hả, mày đâu có phải là cha tao đâu, tao khổ vì con vợ tao nó hành tao gần chết, bây giờ mày phải lấy vợ cho mày biết khổ chứ. Tại sao mày cha tao xong mày lại vượt được cái con đường đó? Thành ra có nhiều người họ nói vậy, nhưng mà con đã khổ rồi. Thành ra muốn cho con nó sướng, phải không? Thành ra phỏng vấn là chú nói để chú học xong đại học, rồi chú tu tốt lắm. Thì trong những thời gian lui tới Tam Bảo, thì mà muốn phát tu này lên dự coi tu như thế nào. Bên đây trình độ nó hoàn toàn khác với thiền, rồi cũng là pháp môn cứu Phật. Rồi tôi cũng là cái thời gian tu thiền rất là lâu. Dạ, yeah, thì nói chuyện với ba con là bác Chánh Hòa là biết. Dạ, yeah. Còn vấn đề đó là tu tịnh độ có hợp hay không. Bữa nay là cái thời khóa trung bình thôi, chỉ cầu siêu thường thôi. Rồi mai mốt có người qua đời đó, thầy cũng muốn con đến con coi cái người mấy bà cụ mà hấp hối đó. Rồi bên đây mình làm cái cầu siêu trợ niệm như thế nào. Rồi khi mình sàng lọc xá lợi đó, một cái người qua đời là mình phải tụng 8 tiếng là trung bình. Mà nó chưa nóng ở đỉnh đầu, ví dụ toàn thân lạnh hết mà đỉnh đầu phải nóng 90 mấy độ, sau 8 tiếng mà chưa được nóng đó, thì cái tụng có lên 20 mấy tiếng là. Rồi khi lấy cái thermostat đo đàng hoàng, rồi sau khi đi ra nhà hoàng thiêu là phải sàng lọc xá lợi. Khi có xá lợi thì mới xác định người đó là thoát ly luân hồi sinh tử. Còn bên thiền tông của tụi con tu đó thì các vị thiền sư lúc mà động cuối các ngài là một bài kệ, các ngài tự tại trước sinh tử là các ngài tự mình đi, không có nhờ tha lực. Còn ở bên đây kêu là mang và tất cả những nghiệp chướng tham sân si vẫn còn, nhưng mà nhờ thần lực Đức A Di Đà qua đó rồi tu tiếp vậy thôi. Thì con đã có cái tư tưởng như vậy là tốt rồi. Theo thầy biết là ba con thì có nghe pháp của thầy, nhưng mà con chắc chưa bao giờ nghe nha. Con chưa nghe thì nãy thầy cho cái trang web á, vô coi đi rồi nghe nha. Thầy thì tu ở đây là tu là cởi trói, theo tinh thần thiền nó bình thường tâm là đạo. Tức là những cái mà nó bất bình thường đó là nó không phải là đạo mà nó là bình thường nha. Rồi đói thì ăn, mà khát là uống, mà thì ngủ. Vô đây nếu mà theo hệ thống thầy đó là đói thấy rồi ăn ngon cứ lấy ăn trước chứ không cần chờ ông thầy nha. Tại vì con ăn hơn cha là nhà có phúc. Tại con mà ăn không lại mà con mà nằm đó cha phải đút thì cha khổ rồi, phải không? Anh đây thoải mái lắm, chỉ là bình thường tâm là đạo. Thầy nghe con đặt câu hỏi ở trong thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh, thế nào là trí thức và thế nào là trí huệ? Bây giờ sư ông hỏi con, trí thức là gì và trí huệ là cái gì? Con định nghĩa được không? Giờ là con về được rồi, ta biết mặt ông cha được rồi. Con đã hỏi một câu hỏi này ở tại thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh. Không có thì thầy đón vậy thôi. Thầy đón. Thì nói chung là
trí thức á, là nói chung là trí thức. Nói lên cho ta nghe, đưa gần lên. Trí thức, lại đưa gần lên. Nói chung là trí thức á, là những cái kiến thức mà nói chung là mình học ở ngoài đời á, mình không phải trong đạo mà chỉ học ở ngoài đời để áp dụng cho những cái tình huống với những cái lối sống của ngoài đời vậy đó. Còn trí huệ á, là những cái tập thể luôn của những cái trí thức, rồi cộng cả những cái con đường đúng của Đức Phật đã đề ra. Cho nên mình phải phân biệt rõ là cái trí tuệ là chỉ mình không thể nào mình đem vô mình áp dụng vô trong trong Phật giáo được. Tại vì cho dù cái người có trí thức như là bác sĩ hay là kỹ sư hay là vân vân, là thạc sĩ, là tiến sĩ gì đó, dù họ có trí thức nhiều nhưng mà họ không có trí huệ, tại vì họ vẫn còn vô minh. Chú đã đặt câu hỏi này ở thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh, và chú đã được vị thầy ở đó như là thầy Kinh Tuệ Tĩnh và giảng. Thầy nói rõ ra trí thức là gì, tức là những cái trí mà do cái thằng ý thức mình có. Sáu thức: mắt là nhãn thức, tai là nhĩ thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu cái anh này đó là điều thu nhập để rồi mình lấy một cái mảnh bằng. Mà những cái này đó nó không giúp cho mình thoát ly luân hồi sinh tử. Thí dụ như bây giờ cái nhà ba học khoa học chế tạo ra cái điện thoại, chế ra những cái software, chế ra những cái phi thuyền, chế ra vệ tinh, thì giúp cho cuộc sống của người thế gian nó được tốt đẹp hơn. Nhưng mà rồi cuối cùng chết đi về đâu họ không có biết, và luân hồi vào cảnh nào họ không biết, và họ không làm thế nào để mà hàng phục được tham sân si. Mà học ở thế gian càng học nhiều là càng tham nhiều, tham rất là nhiều, vào cửa biêu quý vẫn còn tham. Cho nên cái học này nó không có lợi. Và Đức Phật Ngài cũng là cái người học ở thế gian, trước khi Ngài trở thành ra là Phật thì Ngài đã học hết tất cả những cái môn học thời bấy giờ. Mà rốt cuộc Ngài hỏi rằng cái môn này nó có giúp được chấm dứt luân hồi sanh tử không, thì không chấm dứt. Và học bằng sáu cái thức. Còn cái trí huệ đó là sư phụ, con theo sư phụ thời gian, rồi sư phụ dùng những cái kinh điển mà Đức Phật mở mang trí huệ, rồi thầy mới giảng theo cái căn cơ của con, rồi thầy khai thị làm sao cho con tự mở cái trí huệ vô siêu trí. Tức là cái đó nó nằm sẵn của con chứ không phải của thầy, nó là cái Phật tánh. Mà cái vô siêu trí mà con ngộ được cái vô siêu trí rồi kêu là kiến tánh. Như Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài mới quy y có năm giới, mà Ngài lại ngộ đạo trước cả Ngài Thần Tú, là một vị thượng thọ. Cho nên cái vô siêu trí này nó không đòi hỏi phải tu lâu, tu mau, nó không đòi hỏi có bằng cấp, mà nó đòi hỏi phải cái hạt giống của mình và vị thầy biết cách để mà cho cái hạt giống nảy nở. Cái trí huệ là do của con chứ không phải của thầy. Còn cái trí thức là do học của ông thầy. Mà cái trí thức chỉ giúp kiếm tiền, mua nhà lầu xe hơi, nhưng mà không giúp cho mình thoát ly luân hồi sanh tử và không thoát ly được tham sân si. Cho nên chúng ta hiểu rằng đó, cái trí huệ thế gian là kêu là trí thức, mà đệ tử của Phật phải có trí huệ. Cái trí huệ là từ Phật dạy, từ kinh điển, rồi cái đó ông Phật không cho mình được. Rõ ràng lắm, Ngài Ngũ Tổ này không thể nào cho cái ông Thần Tú được hết, phải không? Thì con tu thiền con biết rõ rồi, là ông Thần Tú đó là ông có 1000 đệ tử, mà ông là thượng tọa lên giảng pháp tòa thế cho Ngũ Tổ. Nhưng rốt cuộc là Lục Tổ Huệ Năng Ngài nghe có một câu kinh, khi mà Ngài đi bán củi rồi Ngài ngộ, là Ngài biết liền, Ngài ra cái bài kệ mà khi mà trình kiến giải đó, thì ông Ngũ Tổ, ông có ai mà có ngộ kiến tấn thì trình cái kệ giải ngộ đạo lên đi, Ngài sẽ truyền cái y bác làm tổ đời thứ 6. Thì Ngài Thần Tú còn nói là thân là cội Bồ Đề, tức là Ngài nói là cái thân này là cái cội của giải thoát. Bồ Đề có nghĩa là giải thoát. Ngài còn kẹt vào cái thân tướng, phải không? Tâm là đầy gương sáng, Ngài nói cái tâm mình như cái gương sáng, Ngài phải lau chùi, đừng để dính bụi trần dơ trần ai, là bụi tham sân si. Ngài chỉ đứng ngoài cửa thôi, ngoài cửa của kiến tánh chứ phải chưa lọt vô được trong cái cửa. Cho nên bài tổ này chỉ giúp cho chúng ta thoát được 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà chưa thể làm Phật tổ được. Cuối cùng rồi Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài mới nói là
Bồ đề vốn không cội. Cái sự giác ngộ này không cần có cái thanh. Gương sáng diệt phi đài. Cái gương nó sáng không cần đặt lên cái đài cao nó mới sáng. Bổn lai vô nhất vật. Cái Phật tánh mình bổn lai không có cái gì nhiễm ô nó được hết. Cần gì phải lau chùi. Ngày ngày không cần lau. Hà xứ lụy trần ai. Cho nên cái kiến tánh nó cao hơn một bậc. Cái của ông thần tú, cái chỉ là cái học lại những cái gì của luật của ngũ tổ. Còn cái của ngài Huệ Năng, cái đó là vô sự trí. Rõ ràng ổng chưa được học cái gì hết, nhưng mà cái trí huệ bát nhã của ổng tự phát triển. Con có cái chủng tử rất sâu dày. Khi mà con đặt câu hỏi cách đây không lâu ở tại Thiền viện Minh Chánh của Hòa Thượng Thanh Từ, là trí thức khác với cái trí huệ thế gian thế nào. Bây giờ cho dù ba con có nuôi con học lưới bằng tiến sĩ, rồi ra những công trình ở công ty như là Bill Gates, hay là như ông chủ Amazon, hay là ông Tesla, thì con chỉ trên triệu phú, tỷ phú, chứ không thể thành là một cái người chấm dứt luân hồi sinh tử. Đó là những cái mình phải nhìn rõ. Mọi chuyện mình biết cái trí huệ chỉ có nhà Phật, đệ tử Phật mới có. Còn cái trí huệ thế gian thì con chỉ vào trường đại học, con học đủ unit đó là con sẽ có. Tuy nhiên, một người tăng trong đời mạt Pháp, Hoằng Pháp ở Hoa Kỳ này, không có cái trí thức thế gian thì Phật tử không thể độ được, nhất là những cái thế hệ sanh trưởng tại Hoa Kỳ. Cho nên trong thời gian con lui tới cái hệ thống này, thì bây giờ thầy chỉ nói rõ chưa bắt con đi tu liền đâu, để coi cái hệ thống này mình có theo được không, rồi coi cách điều hành của thầy, rồi tương lai là thầy sẽ đưa cho con đi qua làng Di Đà ở India, rồi theo dõi coi cô Hồng Đức cổ tu kiểu gì, cổ khó không, phải không? Rồi qua bên làng Di Đà Con Rô để coi thầy tệ không á, ổng tệ không hay là tệ có, phải không? Coi khó hay dễ. Rồi sau cùng là con quyết định muốn chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng là hệ thống này hết. Cho nên bây giờ thời gian này con cứ lui tới, khi nào muốn lui tới chút nữa lấy số phone, rồi gọi điện thoại, rồi bấm địa chỉ đây đi lên, vậy thôi. Dạ. Rồi khi nào mà cứ muốn đến chỗ nào đó thì sư phụ sẽ bút vé máy bay cho đi, chứ không bắt con bút nữa, bút cho con đi để trợ giúp cho con có cái hạt giống. Hy vọng lần cái vô sự trí, cái Phật tánh của con nó sẽ bùng dậy. Và thầy già rồi, trong này 4 năm cái hệ thống của thầy đó, con muốn cái nào thầy cho cái đó nha, cho phi luôn nha, khỏi cần tạo dựng. Xuống đây là thầy cực lắm, phá sơn lập địa mới thành cái này bây giờ đó. Con lọt vô cái là cái phước con lớn lắm, cho nên con lọt vô. Thầy đang có 3 chỗ đang kiếm, con muốn chỗ nào cũng được hết á. Chỗ nào cũng là to lớn hết á, bữa nào con đi xuống dưới kia rồi con thấy, rồi biết đâu con vô rồi ông nội con á, ổng không có chỗ vô, ông cũng mò theo vô theo con nữa. Thấy không? Đó là nhiều khi con độ ngược lại ông nội con. Hiểu chưa? Rồi, trân trọng kính chào quý vị và cho chú một tràng pháo tay. Đây là một vị có chủng tử rất là sâu dày. Cho nên giờ này không mơ vợ đẹp con xanh, không mơ nhà lầu cao, mơ học cho xong rồi để trở thành có trí huệ. Cho nên chú nói chuyện là quý vị biết có căn cơ rồi đó nha. Là từ nay là quý vị ráng mà hành hạ chú nhiều một chút nha, không để mấy bà già đi khó tánh lắm đó con nha. Rồi thôi, đây cho quý vị biết sơ mặt mũi của chú Thiện Nhẫn nha. Cái chữ thiện là thiện nam tử, nhẫn là nhẫn nhịn đó. Mấy bà mà nghe chữ thiện nhẫn là mấy bà thử con dữ lắm, con có nhẫn không? Rồi, trân trọng kính chào, hy vọng rằng một vị Phật trong tương lai sẽ bắt đầu từ cái ngày bước vào Youth Center và khởi cái tâm muốn trở thành một tu sĩ ở trong cái hệ thống này. Trân trọng kính chào. Và tôi cũng là cái người, cách đây mấy chục năm cũng là cái người được giáo dưỡng bởi Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ. Thì đã từng một thời đã từng ngủ chung giai ba giai với Hòa Thượng Nhật Quang, không có lạ gì hết. Cho nên tu thiền cũng đã tu rồi, và tu tịnh độ thì cái thời cơ này tôi đã chuyển qua đổ cho mấy bà già. Cho mấy bà già này mà bắt bà ngồi 2 tiếng mấy bà chịu không nổi đâu. Cho nên là thầy ra dẫn chuyển ra tu tịnh độ, nhưng mà thầy vẫn giữ thiền chứ không có bỏ. Thiền tịnh song tu. Trân trọng kính chào, và hy vọng rằng cái hạt giống này nó sẽ được sinh sôi nảy nở để nó tiếp tục, nó duy trì cái dòng pháp của Đức Phật trong đời mạt pháp này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Ai nghe phát lòng Bồ Đề, nguyện hồi hướng cho chú, sở cầu như ý, học được trí huệ thế gian và sẽ học được trí huệ xuất thế gian để làm trưởng tử Như Lai, để mà hy vọng có thể trong tương lai
có thể ngồi ở những cái ghế ở trong cái hệ thống này để truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Xin tạm biệt.